Đây là thảm body track. Bên dưới tấm thảm này được đặt các cảm biến áp lực để ghi nhận lực đè xuống đất của hai bàn chân. Nó được sử dụng kết hợp với máy Trackman để phân tích những ưu nhược điểm trong các bước di chuyển của chân và phần trên của cơ thể người chơi golf. Nhiều người mới chơi thường có các bước di chuyển tâm của áp lực không được chính xác lắm. Chẳng hạn ví dụ như khi động tác backswing, người ta dồn quá nhiều trọng lượng, quá nhiều áp lực sang bên phải. Sau đó thì không đưa về bên trái, khiến cho việc bóng bay không được chính xác và một đường bóng rất là cao. Bên cạnh đấy thì họ cũng không tối ưu hóa được các cái sự tương tác giữa bàn chân mình với mặt đất để tạo ra áp lực nhiều hơn vào bóng. Sau khi được đo các thông số với body track, người chơi golf sẽ biết được cách phân bố lực trên hai bàn chân cũng như theo bàn chân sao cho hiệu quả, đồng thời cảm nhận tốt hơn sự di chuyển và tốc độ di chuyển của tâm áp lực trên mặt đất, qua đó hiểu rõ hơn vai trò tương tác của hai chân với mặt đất và phần trên cơ thể trong các kỹ thuật đánh bóng của mình. Nếu như mà trước đây tập bóng thì em không chú tâm vào việc là dùng thêm lực và bằng chân. Thế nhưng mà bây giờ thì ngoài việc là mình tận dụng lực bằng tay, vai, hông thì bây giờ em đã bắt đầu dùng bằng đầu gối và đặc biệt là gót chân. Sau mỗi cú swing, nhiều người chơi golf, đặc biệt là những người mới tập chơi, luôn tự hỏi vì sao cú đánh của mình, bóng thường đi cao quá hay thấp quá, sai hướng hay lực tiếp xúc bóng không như mong muốn. Với body track, giờ đây, người chơi đã có thêm một công cụ hỗ trợ để lý giải và khắc phục hiệu quả các lỗi đánh bóng của mình.